Thầy, nay đi đám bằng đồ bảnh dữ cho ta. Chứ làm sao chạy? Em em thấy anh cũng gầy bảnh không em? Bảnh thì có bảnh đó, nhưng mà nấu thì nấu chứ em thích anh hồi xưa không? Cái gì? Bảnh tỏn vậy em muốn tự nhiên muốn anh như hồi xưa trời. Kệ em thích gì đó. Xây giấc mộng bản đông yêu ngờ thơ mơ đôi mơ làm gì mấy hôm nay ngày nào cũng nhậu hết trơn vậy, nhậu sáng sớm tới chiều tối, lý không coi hình thù không coi kìa. Thì cũng tại em chứ ai. Tôi làm gì? Em nói anh thích anh hồi xưa. Hồi xưa anh vậy nè. Trời ơi trời. Ủa em, bọn hồi đó em thương anh vì tiền hả em? Ai nói tào lao vậy? Em thương anh là em thương thiệt. Tiền bạc gì ở đây? Ủa, mà anh có tiền đâu thương anh vì tiền. Vậy là thương anh thiệt chứ không phải vì tiền đúng không? Ừ. Chắc nha. Ừ. Ừ, vậy tháng sau anh đánh lương khỏi lấy tiền. Em ơi. Em ơi. Gì vậy? Em báo cho em tin vui nè. Vui gì? Anh bỏ rượu được rồi. Bây giờ gặp rượu là không còn cảm giác gì luôn. Thiệt hả? Trời ơi, kêu ông bỏ rượu biết bao lâu rồi giờ mới bỏ được. Mừng hơn má đi chợ về nữa. Bây giờ nè, em chạy ra chợ đi mua con gà quay liền, đem về đây. Ủa chị? Chị gì nữa, thì ăn mừng chứ làm chi. Ăn mừng anh bỏ được rượu. Bây giờ nào em đi chạy ra chợ mua con gà, còn anh đi mua thùng bia về. Đứa đi mua thứ cho nó nhanh. Nhanh nha, anh đi trước à. Rồi. Rồi làm gì ngồi đây mình mặc quả quẩu vậy trời? Gì? Đang bực bội nha. Rồi ai làm gì bực bội? Con mèo nhảy vô dĩa đồ ăn chứ gì. Kiếm nó hồi nãy giờ mà chạy mất tiêu. Cho mày chấm với tao. Nó lỡ nhảy thì thôi, em kiếm nó làm chi nó vậy? Kiếm nó đem đi cho chứ gì. Ồ, dữ. Con mẹ ông cưng như vàng mà hôm nay đem cho luôn trời. Ừ, tôi khùng lên là gì tôi cũng làm được hết trơn á. Cái gì cũng làm được hết luôn hả? Ừ. Ê, nói nghe nè. Cái gì em cũng làm được vậy thôi, em vô chi giùm anh mới thịt chuột đi. Thẳng tay làm gì mà anh cháy nước chấm luôn. Xíu mấy bạn nó lại nhậu, anh chạy ra chợ mua bia. Tôi cho ông đây giờ. Ôi anh Năm. Nhỏ này bạn áo hở ngực quá trời luôn nè anh. Đâu không? Nghe bạn áo hở ngực là ham lắm. Ai kêu em chỉ người ta nhìn là cái gì? Tôi chỉ kệ tôi, ai kêu em nhìn. Nè, nhìn đi rồi biết. Mưa gió gì mà mưa tối ngày vậy trời. Lạnh khùng luôn. Ông đàn ơi, mới có nhiêu đó la lạnh nè, còn rung cùng cặp rồi. May quá ha, ông lạnh mà quấn mình chi vậy? Mưa gió kiểu này không biết mấy con gà ngoái có làm sao không kìa. Mình mặc áo vậy mà mình còn lạnh chứ đừng nói chi nó. Ôi lo gì anh ơi, mình lạnh có áo, nó lạnh có lông. Câu như vậy, lông nó còn ấm hơn áo của mình nữa. Ha. Ủa anh làm gì á anh? Cái gì? Anh rửa anh bắt mấy con gà. Gà con nhỏ anh bắt làm gì? Mà bắt gà làm gì cầm kéo chi vậy trời? Anh rửa anh cắt lông nó bớt chi để nắng nó nực, tội nghiệp. Ừ cắt hết đi, cắt xong mà đem vô nồi kho ăn luôn. Em tóc anh lúc gài làm gì mà nó rụng quá trời luôn em. Em coi có dầu gội nào không mua kiếm anh trai ơi. Rụng nhiều không? Nhiều. Nhiều lắm luôn á. Nè, chùm luôn nè. Cũng mất kiểu này chắc rụng chắc mốc hói luôn á. Ôi anh làm việc suy nghĩ nhiều đó anh ơi. Da đầu nó rung rinh, tóc nó rụng mọc không nổi là đúng rồi. Cái gì? Thiệt hả? Ừ chứ làm sao. Rồi. Vậy là anh biết rồi. Biết gì? Anh biết làm sao đàn bà không có râu rồi.